Ngày hôm nay, chuỗi sự kiện Việt Pride 2016 của cộng đồng những người đồng tính song tính chuyển giới, gọi tắt là LGBT, với chủ đề là Hành trình tự hào đã được tổ chức tại Hà Nội với chương trình diễu hành xe đạp thu hút được hàng nghìn người tham gia. Hôm nay, chương trình Việt Pride lần thứ 15 được tổ chức tại Hà Nội. Đây cũng là một trong những sự kiện được chờ đón nhất trong năm của cộng đồng LGBT. Việt Pride 2016 được tổ chức nhằm tôn vinh quyền tự do yêu thương và tự do thể hiện, không phân biệt xu hướng tình dục và bản dạng giới của mỗi cá nhân. Đặc biệt, xuống đường ủng hộ cộng đồng LGBT Việt Nam trong sáng nay có sự góp mặt của đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Ted Osius. Ông là đại sứ Mỹ đồng tính công khai đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á. Trong bài phát biểu bằng tiếng Việt của mình, thì đại sứ Ted Osius gửi thông điệp về việc đón nhận, chấp nhận người đồng tính song tính chuyển giới trong xã hội, đồng thời ủng hộ sự phát triển của cộng đồng LGBT tại Việt Nam. Vâng, có lẽ hiếm có vị đại sứ nào lại gây được sự chú ý đến như vậy như là ngài Ted Osius khi đặt chân tới Việt Nam, thậm chí là từ ngay cái cách đây đến nửa năm khi mới được đề cử. Đó là bởi câu chuyện đặc biệt của cá nhân ông, vị đại sứ đồng tính công khai đầu tiên của Mỹ tại khu vực Đông Nam Á. Trong video phát hành Osius mới được bổ nhiệm khi được quay tại Mỹ, ông đã chủ động giới thiệu về gia đình nhỏ của mình bằng tiếng Việt. Có lẽ là do ông một phần nào hiểu rằng là gia đình là một thứ rất là quan trọng đối với người dân Việt Nam. Một phần khác lớn hơn, ông muốn gia đình là hình ảnh đại diện cho quan điểm của bản thân mình, và đó là quan điểm về một xã hội biết chấp nhận sự đa dạng. Vâng, và tất nhiên không phải là dễ dàng gì có thể chấp nhận một cuộc hôn nhân như thế, đặc biệt là với một nhà ngoại giao là ông Ted Osius. Ông Clayton Bone là bạn đời của đại sứ Mỹ thì kể rằng là đôi lúc họ vẫn nhận được những tấm thiệp mời để tham dự những cái sự kiện. Trên đó có ghi là mời ông Ted Osius và vợ. Dù vậy thì họ cũng không cảm thấy phiền lòng về điều này. Và cũng liên quan tới gia đình đặc biệt này thì có một câu chuyện khá là thú vị. Nghe nói là có một đơn vị tại Việt Nam khi tổ chức sự kiện thì có muốn mời gia đình đại sứ Mỹ đến tham dự, nhưng mà họ không biết là nên viết thư mời như thế nào, mời ngài đại sứ và vợ hay là mời ngài đại sứ và chồng. Và sau rất là nhiều những cái suy nghĩ và cuối cùng họ đã tìm ra được một cái cách xưng hô rất là phù hợp, đó là dùng từ bạn đời. Và từ bạn đời này thì vừa gần gũi vừa thân mật, và có thể là chồng và cũng có thể là vợ. Đúng là sự phong phú của tiếng Việt của chúng ta thì cũng đã giúp cho đơn vị này đã tránh rơi vào một cái tình huống tế nhị.